Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, ngành tôm của tỉnh Bạc Liêu tăng trưởng trên tất cả lĩnh vực. Bạc Liêu là một trong 6 tỉnh trọng điểm tôm của cả nước, có vai trò quan trọng trong nhiều khâu của chuỗi cung ứng tôm đồng bằng sông Cửu Long cũng như của cả nước. Được xem là vùng nguyên liệu tôm lớn nhất nhì của cả nước, điều này đã tạo nhiều thuận lợi cho nền kinh tế thủy sản của tỉnh phát triển lên tầm cao mới. Tuy vẫn còn nhiều thử thách lớn trước mắt, nhất là việc xả thải trong quá trình sản xuất, chế biến làm ảnh hưởng đến môi trường. Nhưng tỉnh luôn coi trọng vấn đề phát triển kinh tế bền vững, không đánh đổi phát triển bằng mọi giá mà hủy hoại môi trường sống xung quanh. Để tăng cường công tác kiểm tra về lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với các cơ sở sơ chế tôm trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường sống trong lành, Sở Tài nguyên Môi trường tập trung rà soát, tham mưu, phân công phân cấp, thực hiện công tác kiểm tra nghiêm túc, lồng ghép với các chuyên đề theo từng năm nhằm đảm bảo ngăn chặn, hạn chế các hành vi vi phạm luật bảo vệ môi trường theo quy mô, công suất, mức độ nhạy cảm và lưu lượng xả thải ra môi trường. Đặc biệt đối với mặt hàng thủy sản, chủ yếu là con tôm, thì công tác quản lý về chất thải sau sơ chế lại càng nghiêm ngặt hơn. Hiện trên địa bàn tỉnh có 95 cơ sở thu mua và sơ chế nguyên liệu thủy sản, trong đó có 55 cơ sở sơ chế và 40 cơ sở thu mua nguyên liệu thủy sản. Hầu hết các cơ sở trên đều nắm vững các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất. Thế nhưng thực chất khi thực hiện vấn đề chống gây ô nhiễm từ những nguồn nước thải trong sản xuất vẫn luôn trở thành vấn đề nóng của các doanh nghiệp. Có hai nguyên nhân gây nên ô nhiễm môi trường từ nước thải được xác định. Đó là công nghệ sơ chế, chế biến của các doanh nghiệp lạc hậu. Điển hình là các thiết bị xử lý khí thải đang sử dụng trong lĩnh vực chế biến thủy sản. Chỉ có khoảng hơn 70% có bộ phận xử lý khí thải trước khi thải ra môi trường. Số còn lại thì hầu như không được thay thế sửa chữa bảo dưỡng. Nguyên nhân khác là có những nhà máy cơ sở chế biến tôm có thiết bị xử lý ô nhiễm nhưng hoạt động không hiệu quả và thậm chí không được đưa vào hoạt động vì chi phí vận hành cho việc xử lý nước thải quá cao. Trong thời gian qua thì Phòng Tài nguyên Môi trường cũng tham mưu cho Ủy ban nhân huyện thành lập cái tổ công tác để phối hợp với các cái ngành chuyên môn và Ủy ban dân các xã thị trấn để mà mình kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các cái cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Thì trong năm vừa qua thì tổ công tác đã kiểm tra 3 lượt với 7 doanh nghiệp. Thì qua quá trình kiểm tra thì tổ kiểm tra cũng hướng dẫn, nhắc nhở các cái cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện theo cái đề án bảo vệ môi trường, giấy phép môi trường đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền, rồi đầu tư hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo môi trường thì và thực hiện các cái quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Thì sau cái các cuộc kiểm tra thì tổ kiểm tra cũng có gửi thông báo để thông báo và cho các doanh nghiệp biết để mà khắc phục những cái tồn tại hạn chế theo kết luận của tổ kiểm tra. Thì có thể nói đến như là hoàn thiện các cái thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường có liên quan, rồi đối với chất thải rắn, chất thải nguy hại, rồi nước thải thì phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đa số ý thức của người dân về bảo vệ môi trường thì ngày càng được nâng lên, thì bên cạnh đó cũng có một số cái doanh nghiệp ý thức bảo vệ môi trường của họ còn hạn chế, cho nên là họ đầu tư hệ thống xử lý nước thải chưa đảm bảo đúng quy định, hoặc là vẫn còn cái tình trạng mà nước thải chưa qua xử lý xả thẳng ra ngoài môi trường, rồi với mức độ thì ngày càng tinh vi hơn, ví dụ như họ xả lén lút, rồi họ chung là họ cố tình họ xả thải gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình mà kiểm tra xử lý. Thời gian tới cũng kiến nghị với Sở Tài nguyên Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường thì cũng tổ chức các cái buổi tập huấn về cái xử lý vi phạm hành chính trong cái lĩnh vực mà bảo vệ tài nguyên môi trường để mà nâng cao cái công tác chuyên môn của cán bộ ở địa phương. Được biết trong chế biến thủy sản, cứ bình quân sản xuất 1 tấn thành phẩm tôm thì sẽ xả thải ra môi trường 0,75 tấn phế thải. Chất thải lỏng từ chế biến thủy sản được xem là nguồn ô nhiễm nghiêm trọng nhất hiện nay, với chỉ số ô nhiễm cao hơn nhiều lần so với chất thải rắn khác. Cho nên, việc tăng cường vận động tuyên truyền các doanh nghiệp thực hiện tốt các chỉ số an toàn của nước thải sau qua xử lý trở nên cấp bách hơn lúc nào hết. Đa phần các doanh nghiệp đều nhận thức việc sản xuất sạch không chỉ nâng tầm giá trị thương hiệu của đơn vị mà còn là trách nhiệm của cá nhân, người kinh doanh với lợi ích cộng đồng.
Vấn đề này không phải ai cũng thực hiện được mà phải xuất phát từ cái tâm của người đứng đầu. Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Phương Anh là một trong số ít công ty trong cả tỉnh thực hiện được điểm xả thải công khai trong cộng đồng. Mình làm ăn mà ảnh hưởng tới người khác thì không tốt. Dĩ nhiên nó ảnh hưởng ít nhiều chứ không phải nó không có, nhưng mà ảnh hưởng người ta là không tốt. Chính vì vậy cho nên là mặc dầu cái chi phí mà bỏ ra cho cái việc xử lý nước nó tương đối là tốn kém, nhưng mà mình vẫn cố gắng duy trì thôi. Chắc phải làm thế thôi, nhưng mà nếu mà sau này nó có cái công nghệ nó giỏi hơn thì hy vọng là nó sẽ có những cách khác tốt hơn. Chứ đến giờ này thì chỉ được như vậy thôi. Hiện giờ cái công nghệ này của chú là chú được cái đơn vị là chuyển giao cho chú, hay là chú tự tìm ra? Thuê hết đó chứ. Dạ. Chứ ông này vô đánh chừng mấy tháng, đâu nửa năm gì đó, thấy không ổn, đi tới ông khác. Dạ. Ông nào nói cũng hay, tới làm không ra ông. Dạ. Hiện giờ thì đối với cái duy trì, nhưng mà cái cách này là của công ty nào chú? Cũng nhiều ông đó. Dạ. Bây giờ ông lọt vỗ ông ít. Bây giờ nó cũng không giống ai là vậy đó. Chứ ông chắc thêm, bây giờ đang kêu ông khác nữa. Tại sao chú? Tại vì nó cũng chưa đạt hiệu quả cao hay sao chú? Nó là giờ tốn quá chất quá. Giờ làm sao xử lý tốt mà quá chất nó tốn ít chút. Cho nó đỡ tiền. Dạ. Thì cứ xuống đây nghiên cứu mấy đợt rồi đó mà cũng chưa đưa ra được cái gì tốt hơn. Dạ. Hồi nãy chú nói là mới đầu là mình làm sao chú? Mới đầu là cái cách của mình làm mình... Cách của mình thì xử lý hút khí. Tức là nhờ con vi khuẩn mà nó sống được trong không khí đó, nó ăn hết mấy cái đạm này. Ít có thể nó ăn hết. Nhiều nó không nổi. Nó chỉ cái nó không nổi thì phải bỏ vô tiếp. Bỏ nhiều quá thì nó chết. Cho nên bỏ vừa thôi. Xử lý cái này nó có hai cách thôi. Một là yếm khí, tức là kỵ khí đó. Không cho con vi khuẩn nào nó sống hết. Đó là một cách. Một cách thứ hai là cho nó vi khuẩn nó sống được. Gọi là hiếu khí. Hiếu là sống được. Cái hai cách này. Thì đây đang áp dụng cái kiểu hiếu khí cho nó sống với cộng thêm dồi cho nó tiếp nè. Đơn giản. Vậy thì một năm những cái chi phí mà chú bỏ vô đó là ước khoảng là khoảng bao nhiêu chú? Cho cái việc mà xử lý cái môi trường nước của mình nè. Cũng nhiều. Dạ. Ngành giảm cho hơn tỷ. Bây giờ điện nữa. Hoạt động trên lĩnh vực chế biến thủy sản nhiều năm, công ty không những hướng đến mức doanh thu cao mà còn đặc biệt quan tâm đến việc làm thế nào giảm thiểu tối đa những tác động không mong muốn từ quá trình vận hành sản xuất đến với môi trường sống. Nên công ty đã áp dụng nhiều phương pháp truyền thống, nhưng nước thải vẫn không được xử lý triệt để. Vì vậy, gần đây, công ty đã quyết tâm đầu tư công nghệ xử lý tiên tiến, góp phần bảo vệ môi trường, đảm bảo sức khỏe người lao động và người dân xung quanh. Anh có thể giới thiệu cho em cái quy trình ngay từ đầu khi mà mình xử lý nước thải như thế nào? Quy trình đó, nước từ trong cái sản xuất, trong nhà xưởng sản xuất, chế biến tôm mình mới là thải ra một cái hồ đầu tiên rồi đó. Rồi. Và hồ đó là mình sẽ chứa lại. Chứa lại sau đó mình bơm lên là cái hệ thống xử lý hóa chất để tách những cái cặn cáo ở trong nước ra. Cái phần cặn cáo đó mình sẽ xả vô cái bồn này mình chứa lại. Còn cái phần nước thì mình thải lại, đưa lại cái hồ vi sinh như này để vi sinh xử lý. Sau khi vi sinh xử lý là mình mới bơm lên một cái ao, bên đó là ao lắng. Khi phần lắng lại là một cái bùng á, vi sinh mình mới hồi về đây. Còn cái phần nước trong á, nước trong mình ra cái hồ khử trùng ngoài đó, mình chăm calogin để khử trùng cái nguồn nước. Thì sau đó thải ra cái điểm xả thải mình, thải xuống sông. Thường như vậy thì trung bình á, một ngày là anh có khoảng bao nhiêu cái khối nước anh phải xử lý? Cái đó tùy thuộc vào cái điều kiện sản lượng tôm ở trong xưởng vậy. Về sản xuất, nếu mà tôm nhiều thì khối lượng nước nhiều. Nếu bình quân thường thường mà lúc tôm nhiều cũng 70-80 khối trên ngày. Còn ít ít thì 30, 30. Rồi như vậy thì những cái vi sinh cũng như là vôi thì nó có mắc có hay không? Mắc vậy. Tức là vi sinh thì mình chỉ cấy một lần là mình sẽ nuôi dưỡng nó, là xử lý hoài. Còn như hóa chất á, mình đây xài là phèn với polymer. Thì
hoàn những polymer thì nó mất. Nhưng mà sau khi anh thấy cái hiệu quả mà sau khi mình xử lý như vậy đó thì cái mùi hôi thối nó còn hay không, và cái nước nó khi mà thải ra cái môi trường thì như thế nào, và bà con xung quanh đây họ có phản ứng, có phản nàn gì không? Qua xử lý thì cái nước thải ra môi trường á, cái nước mình xả thải á là nó đạt theo cái tiêu chuẩn của về môi trường ấy. Xung quanh thì bà con cũng không có ý kiến gì, vì nguồn nước mình đã đạt tiêu chuẩn này. Vi sinh xử lý á, mình mới bơm lên nó lắng, thì cái phần nước trong sạch đó mình thải ra, còn cái phần mà vi sinh đó mới hồi về lại trở lại đây. À, trở lại đây để mình xử lý tiếp tục nữa. Hồi về đây để nó xử lý cái lượng nước mà trên này thải xuống nữa. Ngoài hạn chế về mặt bằng, công nghệ xử lý và nhân lực, thì rào cản lớn nhất đối với các cơ sở chế biến thủy hải sản là nguồn lực tài chính. Bởi kinh phí đầu tư hệ thống xử lý nước thải đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn là rất lớn. Vì vậy, các cơ sở này chỉ áp dụng một số giải pháp truyền thống, chủ yếu là sử dụng bể lắng và xử lý vi sinh. Nhưng thực tế thì yêu cầu về chỉ số an toàn cho nguồn nước thải lại ngày càng đòi hỏi cao hơn. Sau đây là những phương pháp xử lý nước thải trong chế biến thủy sản mà các cơ sở chế biến nên tham khảo. Hiện nay, việc xử lý nước thải chế biến thủy sản thường được biết đến qua 4 phương pháp. Phương pháp cơ học bao gồm tách chất thải thô, tách dầu mỡ, loại bỏ TSS lớn. Phương pháp hóa lý bao gồm quá trình keo tụ tạo bông, tuyển nổi. Phương pháp hóa học bao gồm phương pháp trung hòa, oxy hóa khử. Phương pháp sinh học bao gồm phương pháp hiếu khí và kỵ khí. Thưa quý vị và các bạn, với sự phát triển của công nghệ môi trường, ngày càng có nhiều giải pháp và công nghệ tiên tiến ra đời. Nhưng không phải giải pháp nào cũng phù hợp và dễ dàng áp dụng cho doanh nghiệp do chi phí đầu tư cao. Để tối ưu hóa chi phí đầu tư và vận hành, quy trình nên được đơn giản hóa dựa trên kiến thức của người thiết kế cũng như tích hợp đa giải pháp. Tuy nhiên, tuyên truyền vận động cần thiết phải đi đôi với biện pháp chế tài. Do vậy, đã có nhiều quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực này đã được triển khai. Trong đó có quy định cụ thể về xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường. Phần cuối chuyên mục, chúng tôi xin giới thiệu trích dẫn một vài quy định xử phạt cụ thể đối với một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực xả nước thải như sau. Nghị định số 45 năm 2022 của Chính phủ về việc xử lý các vi phạm xả nước thải có chứa các thông số môi trường như sau. Điều 16 khoản 2, hành vi vi phạm về quan trắc nước thải, bụi, khí thải công nghiệp định kỳ, quan trắc, giám sát môi trường khác đối với một trong các trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an mà đối tượng tương đương thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp huyện bị xử phạt như sau. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi thực hiện không đúng, không đầy đủ nội dung về quan trắc nước thải, bụi, khí thải công nghiệp định kỳ, về thông số, vị trí, tần suất giám sát theo nội dung giấy phép môi trường. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện nội dung về quan trắc nước thải, bụi, khí thải công nghiệp định kỳ trong trường hợp phải thực hiện theo quy định. Điều 14 khoản 2, đối với dự án đầu tư cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an mà có tiêu chí về môi trường tương đương với dự án đầu tư cơ sở thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện khi triển khai xây dựng hoặc vận hành chính thức có vi phạm về bảo vệ môi trường bị xử phạt như sau. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với hành vi không rà soát công trình, thiết bị xử lý chất thải để xác định nguyên nhân gây ô nhiễm hoặc không cải tạo, nâng cấp công trình xử lý chất thải theo quy định trong trường hợp báo cáo số liệu không đúng thực tế ô nhiễm hoặc có vi phạm về hành vi xả nước thải, bụi, khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, không thực hiện việc khắc phục ô nhiễm môi trường do hoạt động của mình gây ra. Phạt tiền từ 25 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi không có công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 35 triệu đồng đối với hành vi không có giấy phép môi trường theo quy định. Phạt tiền từ 35 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi xây lắp,
lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải thông qua xử lý môi trường, không vận hành hoặc không vận hành thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình bảo vệ môi trường. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi không có công trình xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định, xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin về quy định xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường trên cũng đã kết thúc chuyên mục Tài nguyên và Môi trường kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Bạc Liêu. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.